Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong tập trước thì Ngọc Dũng đã giới thiệu đến quý vị và các bạn về một loại nước rất có lợi cho sức khỏe của chúng ta. Đó là nước ion kiềm dầu hydro. Và các bạn biết không, sau khi được Bộ Y tế công nhận và được chính thức phát sóng trên kênh truyền hình Nhật Bản, thì việc sử dụng loại nước này đã trở thành một trào lưu tiêu dùng tại Nhật Bản cho đến tận ngày hôm nay. Và hôm nay như đã hứa thì Ngọc Dũng mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về công dụng của loại nước này đối với căn bệnh đường huyết. Đường huyết là một thuật ngữ chỉ lượng đường trong máu. Đây là nguồn năng lượng chính của cơ thể, đồng thời cũng là nguồn nhiên liệu cực kỳ quan trọng và cần thiết cho hệ thần kinh và tổ chức não bộ. Nếu tình trạng hạ đường huyết khiến cơ thể bị thiếu năng lượng và gây ra mệt lả, chóng mặt, đột quỵ, thì đường huyết quá cao lại có thể khiến mọi phản ứng sinh học bị xáo trộn, từ đó gây sơ vữa động mạch, chai não, thoái hóa võng mạc, viêm thận, hoại tử mô mềm, dị ứng và nhiều nguy cơ khác. Nếu không được phát hiện kịp thời, cả tăng và hạ đường huyết đều có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Bình thường trong cơ thể ra thì cái ngưỡng đường huyết trong máu là 6,2 micromol trên lít. Nên nếu như mà giảm dưới 6,2 thì gọi là hạ đường huyết, còn tăng trên 6,2 thì gọi là tăng đường huyết, gọi là bệnh đái tháo đường ấy. Tiểu đường hay còn gọi là đái tháo đường là một bệnh mãn tính, chuyển hóa đặc trưng bởi đường huyết cao do khiếm khuyết về bài tiết insulin của tuyến tụy tạng và hoạt động của insulin hoặc cả hai. Bệnh gắn liền với các biến chứng ở nhiều cơ quan như não, thần kinh, thận, mắt, mạch máu và đặc biệt là tim mạch. Các biến chứng này kết hợp cùng với các yếu tố căng thẳng về tâm lý không chỉ làm cho chất lượng cuộc sống bị suy giảm mà còn làm hao tổn tuổi thọ của con người. Nghiên cứu cho thấy người bị mắc bệnh tiểu đường ở tuổi từ 40 đến 49 sẽ mất đi trung bình 10 năm cuộc sống. Theo Tổ chức Y tế Thế giới thì Việt Nam của chúng ta nằm trong nhóm các nước có tỷ lệ gia tăng căn bệnh tiểu đường với số ca mắc là khoảng 3 triệu người và tỷ lệ những người chưa phát hiện ra vẫn còn ở mức khá cao. Và tiểu đường cũng là một trong 10 nguyên nhân gây ra tử vong và tàn phế hàng đầu ở cả hai giới. Vậy thì sử dụng nước ion kiềm dầu hydro trong trường hợp này có những hỗ trợ cụ thể như thế nào? Bác sĩ tiến sĩ dinh dưỡng Theodore Barodi của Hiệp hội Tư vấn Dinh dưỡng Hoa Kỳ viết, tuyến tụy điều chỉnh lượng đường trong máu, tạo ra năng lượng giúp cơ thể hoạt động. Vì vậy, để cân bằng lượng đường trong cơ thể, phải duy trì một chế độ ăn uống nghiêng về tính kiềm. Còn tại Nhật Bản, những nghiên cứu của trường đại học Kyushu đã cho thấy hoạt tính cao của hydro như một thứ vũ khí đánh bại chất oxy hóa trong cơ thể, giúp bảo vệ hàng tỷ tế bào chống lại các gốc tự do, ngăn chặn các nguyên nhân gây bệnh. Trong khi đó, nồng độ hydro cao giúp nước thẩm thấu nhanh, dễ dàng đưa đường tới tế bào thiếu năng lượng và đồng thời nhanh chóng đào thải lượng đường dư thừa trong máu. Đặc biệt, nước ion kiềm dầu hydro được cấu tạo bởi những phân tử hydro siêu nhỏ nên chúng có thể di chuyển dễ dàng và nhanh chóng qua màng tế bào, giúp làm sạch và thải độc tố ra khỏi cơ thể, ngăn ngừa sự tích tụ trầm trọng của ceton trong cơ thể. Nếu nước tiểu có quá nhiều ceton, họ có thể rơi vào tình trạng hôn mê. Các nghiên cứu này chính là cơ sở khiến cho người Nhật lựa chọn nước ion kiềm dầu hydro như một giải pháp không chỉ giúp cơ thể phòng ngừa căn nguyên nhiều bệnh tật mà còn trực tiếp điều hòa lượng đường huyết trong cơ thể. Quý vị và các bạn thân mến, tại Việt Nam thì máy tạo nước ion kiềm dầu hydro cũng đã xuất hiện trên thị trường. Và theo tìm hiểu của Ngọc Dũng từ các chuyên gia kỹ thuật thì điện cực chính là trái tim của loại máy này. Tuy nhiên thì không phải thương hiệu nào cũng có thể ứng dụng thành công thành tựu điện cực hiệu suất cao. Chính vì vậy, khi muốn sở hữu một chiếc máy như thế này thì quý vị và các bạn cần phải tìm hiểu rất kỹ về thông số của điện cực quý vị nhé. Còn bây giờ, trước khi nói lời chào tạm biệt thì xin nhắn nhủ đến tất cả những ai còn đang lo lắng về các bệnh gút, hãy đón xem tập 3 của chương trình Nước nguồn sống khỏe. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.